Thưa quý vị, để củng cố thêm niềm tin kỳ vọng vào chặng đường sắp tới, chúng ta cùng nhìn lại bức tranh kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu năm 2024 với nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, thu ngân sách là một trong những điểm sáng, ước đạt 35,2 ngàn tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa 26.700 tỷ đồng, đạt 55% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 8.500 tỷ đồng, đạt 51% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Theo Cục thuế tỉnh Bình Dương, số thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng khá so với chỉ tiêu năm là do các lĩnh vực kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi, tăng trưởng và chuyển dịch theo hướng tích cực, đặc biệt là công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu. Song song đó, ngành thuế tỉnh đã tập trung vào các giải pháp tìm kiếm nguồn thu, bù đắp một số khoản thu sách thuế bị ảnh hưởng giảm thu, tiếp tục triển khai phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử, giúp ngăn ngừa xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ. So với lại dự toán thì ngành thuế chúng tôi là có số liệu rất là tích cực. Cái số thu tăng cao là trong năm chúng tôi có triển khai một số cái giải pháp. Thứ nhất là kiểm soát cái hóa đơn điện tử để hạn chế những doanh nghiệp dùng hóa đơn khống để kê khai khấu trừ và chi phí, dẫn đến là cái số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp rất tăng cao, và theo đó thuế giá trị gia tăng tất cả các lĩnh vực cũng tăng rất là cao. Thứ hai là hiện nay các doanh nghiệp FDI hầu hết là toán toàn cầu, cho nên có giao dịch liên kết ở các quốc gia, cho nên chúng tôi tập trung là khai thác cái nguồn thu ở các doanh nghiệp FDI giao dịch liên kết, cho nên các doanh nghiệp tự động điều chỉnh cái thuế thu nhập doanh nghiệp và kê khai với cơ quan thuế cao hơn các năm trước. Công tác chống thất thu thông qua kiểm tra giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Cục Hải quan Bình Dương quan tâm và thực hiện một cách có hiệu quả. Cùng với đó, Cục Hải quan Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị tổ chức đa dạng các loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu phát triển. Hiện nay, Cục Hải quan Bình Dương đang xử lý thủ tục hải quan cho khoảng 4.000 doanh nghiệp từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các doanh nghiệp làm thủ tục và vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu ở tỉnh Bình Dương tiếp cận thuận lợi các phương thức vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường sông và đường hàng không. Cảng Thành Phước, mô hình cảng cạn đầu tiên được thông quan tại Bình Dương. Cục Hải quan Bình Dương đã triển khai về vận chuyển hàng hóa qua ga liên vận quốc tế Sóng Thần. Đây là một cái ga quốc tế mà thời gian qua thì chưa triển khai, hiện nay chúng tôi đã mạnh dạn tham mưu lãnh đạo tỉnh để mà phối hợp cùng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để mà triển khai về việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua ga liên vận quốc tế Sóng Thần. Bên cạnh đó thì chúng tôi chủ động và hướng dẫn các doanh nghiệp thành lập được một cái địa điểm chuyển phát nhanh tại IC Dương Thành, cũng như là thành lập về cái địa điểm kho hàng không kéo dài tại IC Dương Thành, để làm sao hàng hóa của các doanh nghiệp đưa về địa điểm đó nó thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian thông qua hàng hóa cũng như giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đánh giá tình hình thu chi ngân sách, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án bất động sản, nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thẩm định các dự án đầu tư để tạo điều kiện cho các dự án sớm triển khai nhằm tăng nguồn thu các khoản thuế liên quan. Triển khai có hiệu quả các giải pháp điều hành thu chi ngân sách nhà nước, tỉnh sẽ thành lập ban chỉ đạo tăng cường thu ngân sách, chống thất thu. Năm nay, tỉnh đặt chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 71.600 tỷ đồng.